Tiếp theo đây là lăn để mình chống những mỏi mắt và để là gì ạ? Chữa cận thị này. Mình sẽ lăn bốn xung quanh. Rồi, một vòng, tiếp theo hai vòng, tiếp theo ba vòng đến 10 vòng như vậy. Sau đó sang mắt bên này cũng lăn bốn xung quanh 10 vòng. Mình sẽ dùng cái lăn đinh hoặc lăn đồng, lăn sừng đều được. Tùy cái nào mà mình cảm thấy mình thích, dễ chịu thì là được. Đó. 10 vòng, sau đó lặp lại mỗi bên 3 đợt. Rồi tiếp theo mình sẽ dùng cái đầu bi sừng láng này, mình lăn này trực tiếp lên giác mạc. Cũng 10 tiếng đếm nhẹ nhàng thôi nhé, không có mạnh tay đâu. Rồi tiếp theo đây 10 tiếng đếm, tất cả rất nhẹ nhàng. Lăn đinh này chỉ được phép lăn bốn xung quanh, tại vì nếu mà lăn trực tiếp lên giác mạc nó sẽ làm hỏng giác mạc không tốt. Chỉ được dùng cái lăn sừng láng này lăn lên mắt, tại vì vùng mắt nó rất là nhạy cảm. Nhẹ nhàng này, nhẹ nhàng khoảng 10 đợt như vậy. Thì đối với con trẻ mình hướng dẫn các cháu làm này thì chắc chắn nó phòng chống cận thị rất là tốt. Rồi nếu mà nó bị cận rồi mình cũng lăn như này để nó ép giác mạc vào. Còn mình ngồi trước máy tính nhiều mình lăn này cũng giúp cho mình cảm thấy thoải mái. Mình phòng chống, ví dụ những người lớn bảo tôi không bị cận thì sao? Chắc chắn đến nữa sẽ gì, viễn hoặc là đục thủy tinh thể. Thì mình lăn này để nó phòng chống cái bệnh đó. Được chưa? Mình lăn thoải mái thôi, nó chỉ mất khoảng 5-10 phút. Và rỗi lúc nào mình làm lúc đó. Hoặc là ngồi trước máy tính khoảng 45 phút một tiếng mình lại làm. Thì bài này phòng chống cận thị rất là hay. Ok.